Kính chào quý vị và các bạn. Trước khi không khí lạnh mạnh tràn về thì miền Bắc sẽ còn ấm hết ngày 28 Tết. Riêng buổi sáng sớm thì trời có mưa nhỏ, mưa phùn và kèm theo cả sương mù. Đến trưa chiều thì mưa dứt nhưng trời vẫn nhiều mây, không khí ấm ẩm với nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và hầu khắp các nơi khác phổ biến trong khoảng là từ 22 cho tới 25 độ C. Riêng ở phía Tây như là Lào Cai, Điện Biên Phủ hay Sơn La thì trời có nắng, nhiệt độ cao hơn 27 đến 30 độ C. Nắng ấm cũng sẽ diễn ra hết ngày 28 Tết ở điểm du lịch vùng cao Y Tý của Lào Cai. Khả năng là ngày 29 và 30 Tết thì trời sẽ chuyển rét trở lại. Nhiệt độ ban ngày là từ 16 đến 19 độ C. Đêm và sáng thì nhiệt độ hạ xuống là 9 đến 11 độ C. Chưa kể là trời còn có mưa, sẽ ít nhiều, ảnh hưởng đến kế hoạch ngắm đào rừng bung nở giữa vùng cao Tây Bắc. Lui xuống miền Trung, ngày 28 Tết thì ngoại trừ có các thành phố như là Thanh Hóa và Vinh thì trời có nhiều mây và sương mù vào sáng sớm. Còn từ Đồng Hới trở vào cho đến Phan Thiết thì trời sẽ có nắng và nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức là 32 độ C. Nắng dự báo sẽ còn tiếp diễn sang ngày 29 Tết và nhiệt độ ban ngày khoảng là từ 29 đến 30 độ C. Rất lý tưởng để du khách có thể khám phá thành phố Hội An và ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu ở đây để hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, chiêm ngưỡng các nghệ nhân múa thúng điêu luyện. Đến ngày 30 Tết thì lưu ý là trời sẽ chuyển mưa rào ngắt quãng. Nơi có thời tiết ổn định nhất là Nam Bộ, nắng sẽ liên tục trong 3 ngày cuối năm. Và làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp sẽ là điểm đến thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, ngắm nhìn các loài hoa đua nhau khoe sắc để đón Tết. Riêng buổi trưa và chiều thì trời khá nóng khi mà nhiệt độ cao nhất ở đây sẽ là từ 33 đến 34 độ C. Và cuối bản tin là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.